Chị Lê Trần xin được trở lại với chương trình Kiến thức Y khoa Gia đình và Xã hội cùng với sự góp mặt của bác sĩ Nguyễn Hoàng Quân, chuyên về bệnh da. Như ngày hôm nay, với cái vai trò là giám đốc của Viện Bảo tàng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và trong suốt gần 40 phút vừa qua, chúng ta cũng được nghe bác sĩ Quân thay mặt cho ban chấp hành của Viện Bảo tàng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa chia sẻ với chúng ta cái mục đích cũng như là cái mong mỏi của hội để mà gửi đến cái lịch sử cho các em thế hệ nối tiếp cũng như là hậu duệ. Và đây là một cái chương trình gây quỹ mà chúng tôi nghĩ rằng thì là khi chúng ta đã yêu người lính Việt Nam Cộng Hòa thì chúng ta không thể nào không đến tham dự cái buổi tiệc gây quỹ này. Bác sĩ Quân có thể nói thêm chi tiết về cái buổi tiệc gây quỹ này không ạ? Dạ vâng, dạ thưa cảm ơn chị Julie. Chúng tôi hàng năm đều có một chương trình gây quỹ, đại nhạc hội gây quỹ, tại vì Viện Bảo tàng là một tổ chức bất vụ lợi và chúng tôi rất mong mỏi mọi người đến để giúp chúng tôi. Nếu những quý vị nào ở xa không đến được thì cũng mới có thể đóng góp cho tiệc gây quỹ. Thì tiệc gây quỹ thường thường làm kỳ này là gọi là chiều hành quân 3. Thật ra kỳ này là kỳ thứ tư, nhưng mà cái tựa đề là chiều hành quân thì được nhạc sĩ Lam Phương ông cho phép, thành ra đây là kỳ thứ ba. Thì vì chúng tôi thấy cái chủ đề nó rất là hợp quân, yeah. Là thay vì những người chiến sĩ đi hành quân thì chúng ta đến dự tiệc để tưởng nhớ những người lính, và chúng ta gây quỹ để có một viện bảo tàng để giữ lại những cái lịch sử và cái chính nghĩa của họ. Cái chiều hành quân, khi mà Julie đọc cái chủ đề chiều hành quân, tự nhiên mình nghĩ tới những cái bài hát mà ngày xưa những nhạc lính, rồi những cái bài hát mà các chiều hành quân rất là nhiều cái bài hát về lính, thì chắc chắn là ngày hôm đó cũng sẽ rất là nhiều bài hát về lính. Dạ, cũng là phần đông là nhạc lính, nhưng mà cũng có những cái nhạc khác để chúng ta thưởng thức, không phải là lính không thôi, nhưng mà có thể là phần đầu là lính nhưng mà sau đó là những cái phần nhạc về chủ đề khác, về tình yêu hay gì đó, trẻ vâng, nhạc trẻ và tình yêu. Khi mà mình đi tham dự những cái buổi tiệc như thế này, thưa quý vị, cái lòng của mình nó khác nhiều với lại những cái buổi tiệc mà cho đi chơi, hoặc là anniversary, hoặc là đám cưới, đám sinh nhật. Thì khi mà mình đi những cái buổi tiệc như thế này, mình cảm thấy là những cái sự đóng góp của mình thật là ý nghĩa. Dạ vâng. Tiệc chiều hành quân 3 sẽ là ngày thứ 6, ngày mùng 4 tháng 10 sắp đến, tại Golden Sea Restaurant ở 9802 Catella Avenue, là góc Catella và Brookhurst. Nhà hàng Golden Sea Restaurant có thể chứa đến hơn 600 người. Và chúng tôi sẽ bắt đầu chương trình từ 6 giờ ngày mùng 4 tháng 10, thứ 6 mùng 4 tháng 10 sắp đến, và chương trình sẽ kéo dài đến 11 giờ. Thì quý vị đến đây đó, thì chương trình đại nhạc hội này rất là đặc biệt, tại vì đây là sự móc nối giữa hai thế hệ. Những người nào mà chưa bao giờ thấy những người lính Việt Nam Cộng Hòa mặc đồ quân phục thì có thể đến đây. Và nhưng mà quý vị đừng có nghĩ đây là một cái bữa tiệc của mấy người già. Thì chúng tôi cho biết là đây là những người chỗ bữa tiệc của những người trẻ luôn. Đây là sự móc nối giữa hai thế hệ để cho thế hệ trẻ gặp những thế hệ già và tri ơn họ và hiểu về những cái gì, sự hy sinh của họ. Thành ra sẽ có những cái chương trình nhạc trẻ, những chương trình nhạc lính, và hy vọng là mọi người sẽ đến để gặp với nhau trong một công việc rất là hữu ích, đó là giúp gây quỹ cho Viện Bảo tàng. Là một cái chúng tôi nghĩ đây là một cái chương trình rất là hay, có ca sĩ là Hồ Hoàng Yến, Việt Khang và Diễm Ngân, và có thêm đoàn trống Thiên Ân. Chương trình rất là hay, có professional singer và ăn uống cũng ngon. Và quý vị, quan trọng nữa, quý vị làm một việc rất là đầy ý nghĩa, đó là giữ lịch sử cho con cháu chúng ta. Vâng, xin quý vị liên lạc trực tiếp với văn phòng của bác sĩ Nguyễn Hoàng Quân, số điện thoại là 714-979-9911 để xin biết thêm chi tiết, cũng như là những quý vị ở xa không đến tham dự được thì quý vị cũng có thể đóng góp qua nhiều hình thức. Nếu mà quý vị có những vật lưu niệm liên quan đến Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, quý vị cũng có thể tặng lại cho Viện Bảo tàng, hoặc là cho mượn, hoặc là nếu không thì quý vị cũng có thể đóng góp những cái
số tiền yêu thương của quý vị để mà Viện Bảo tàng có một cái ngân quỹ ấn định cho những cái chi phí mà tất cả các anh em trong ban chấp hành đã phải bỏ tiền túi ra trong suốt 3 năm qua để mà lưu giữ những cái hình ảnh, những cái kỷ vật, những cái lịch sử của người lính Việt Nam Cộng Hòa cho các con em của chúng ta, thế hệ nối tiếp, thế hệ hậu duệ. Đó là một cái tiêu biểu của Viện Bảo tàng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, phải không Quân? Dạ vâng, đó là cái ước mong của Viện Bảo tàng. Thì Viện Bảo tàng hiện giờ là một cái cơ sở, nó là cũng tối là gọi là khiêm nhường, nó không có phải lớn lắm, nhưng mà nếu mà quý vị giúp thì chúng tôi có thể tiếp tục những chương trình đó. Nhưng mà chúng tôi có ước mơ lớn hơn, là tại vì cái Viện Bảo tàng chúng tôi nghĩ là chưa đủ để trả ơn những người đi trước. Thành ra chúng tôi muốn tiếp tục, nếu mà với sự giúp đỡ của cộng đồng, vì đây là Viện Bảo tàng của cộng đồng người Việt, nếu mà tất cả mọi người giúp đỡ thì càng ngày Viện Bảo tàng càng phong phú hơn, có những chương trình để lôi cuốn khách tới, lôi cuốn giới trẻ tới, và chúng ta sẽ xây dựng một Viện Bảo tàng lớn hơn, xứng đáng hơn cho những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Dạ vâng. Xin quý vị ghi xuống là tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào ngày thứ Sáu, ngày mùng 4 tháng 10 vào lúc 6 giờ chiều tại nhà hàng Golden Sea trên đường Catella. Số điện thoại để quý vị có thể liên lạc đặt chỗ ngồi, đóng góp hoặc là đóng góp theo bất cứ một cái về bất cứ một cái phương tiện nào, xin quý vị liên lạc trực tiếp với văn phòng của bác sĩ Nguyễn Hoàng Quân qua số điện thoại là 714-979-9911 hoặc là bác sĩ James Việt Trần, số điện thoại là 714-531-9555, 714-531-9555 để biết thêm chi tiết về buổi tiệc gây quỹ này, cũng như là để đóng góp bất cứ một cái số tiền nào mà quý vị muốn đóng góp, hoặc là những cái lưu vật quý vị đã có để lại từ ông cha của quý vị. Thay vì như bác sĩ Quân nói là để trong tủ thì không ai biết đến, thì đây là một hình thức mà chúng ta có thể vinh danh họ, những người đã nằm xuống để mà lưu lại cho đời sau của chúng ta. Tiếng Anh chúng ta gọi là cái legacy. Family legacy là một cái di sản để lại cho gia đình của chúng ta. Hoặc quý vị cũng có thể vào cái website của Viện Bảo tàng là www.museumrvnrepublicvietnam.com. Julie xin nhắc lại là museumrvn.com. Hoặc là Facebook Museum Republic Việt Nam. Trên Facebook là Museum Republic Việt Nam để chúng ta biết thêm chi tiết. Và một lần nữa, những quý vị đang theo dõi chương trình xin liên lạc trực tiếp với văn phòng bác sĩ Nguyễn Hoàng Quân là 714-979-9911 hoặc bác sĩ James Việt Trần là 714-531-9555 để tham dự vào buổi tiệc gây quỹ chiều hành quân 3 vào ngày thứ Sáu, mùng 4 tháng 10 năm 2019 vào lúc 6 giờ chiều tại nhà hàng Golden Sea trên đường Catella thuộc thành phố Anaheim. Và mọi chi tiết đóng góp xin quý vị liên lạc về một lần nữa bác sĩ Nguyễn Hoàng Quân 714-979-9911 hoặc bác sĩ James Việt Trần 714-531-9555. Xin cảm ơn bác sĩ Quân rất là nhiều và chúc cho buổi đại nhạc hội thật là thành công. Rất tiếc là ngày hôm đó Julie còn ở bên Europe, thành ra không có về kịp, cho nên sẽ phải vắng mặt trong cái buổi này. Tuy nhiên lòng sẽ hướng về buổi đại nhạc hội để mà cho chúng ta. Và nếu quý vị đi tham dự, quý vị có gặp những cái vị cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, xin dừng lại và gửi lời cảm ơn đến họ để tri ân họ. Xin cảm ơn bác sĩ Nhân. Cảm ơn Quân. Chị Julie và quý vị khán thính giả của chương trình Kiến thức Y khoa Gia đình và Xã hội, và xin chúc quý vị được một ngày thật vui. Dạ vâng, xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin kính chúc quý vị cùng gia đình một tuần lễ an lành và hạnh phúc, và nhất là luôn tìm được sự bình an trong tâm hồn. Xin thân ái kính chào tạm biệt.